Đấy các bạn. Xin chào các bác cùng toàn thể anh em nhé. Mình đang có mặt tại một nơi hồ Thác Bà. Thì hôm nay mình có đi đánh cá. Thì lúc này là đã là gần sáng rồi, 3 giờ sáng rồi. Thì mình có vô tình đi qua đây, thấy một cái vó đèn chuẩn bị cất rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào xem họ cất xem có được cá không nhá các bác nhá. Đây, ở phía xa xa kia là rất nhiều những cái vó đèn nhá. Mình bây giờ mình có bật đèn cũng không thấy gì đâu, bởi vì trời nó rất là tối. Để soi xuống nước này nó không có phản được cái ánh sáng cho nên không thấy gì cả. Bây giờ mình sẽ đi lại một cái vó gần đây nhất để xem nhá các bác nhá. Trời đang chuẩn bị mưa rồi các bác. Đang mưa rồi không phải chuẩn bị mưa. Mưa thì dùng. Đây, đây là một cái tời để tời vó đèn. Tời cái này có nặng không các anh? Từ đây ra vó kia bao nhiêu mét nhỉ? Đến 150 mét không? Đây các bác, một cái vó đèn ở gần nhất đây. Bây giờ sẽ dùng cái tời này để tời để kéo cho cái vó nó từ từ nó đi lên. Một mình có kéo nổi cái này không? Vừa có vẻ nặng nhỉ. Một cái vó này lúc được nhiều nhất thì nó được tầm bao nhiêu cân? Có lúc thì nhiều. Hôm nay dự kiến là mỗi cái vó được tầm bao nhiêu cân? Chắc được. Bây giờ thì vó đã được cất lên khỏi mặt nước rồi các bạn. Bây giờ sẽ tiến hành cái khâu là đi luồn để bắt cá. Hiện tại bây giờ ngoài trời nó mưa rất là dày rồi, nhưng mà mình vẫn hy sinh để đi vào tác nghiệp cho các bạn xem. Hy vọng là các anh cho mình quay để xem. Đây, cái vó đã cất khỏi mặt nước rồi các bạn nha. Đi quay vào cái lúc trời mưa này rất nguy hiểm. Mình nghe tiếng sấm ở gần gần đây. Đó. Cái vó rất là rộng nha. Thuyền là phải đi vào trong đấy à? Không, mình ở ngoài xem thôi. Không đi vào trong đâu các bác. Lúc nào mà bắt được cá mình sẽ đi vào gần để xem. Đây mình ở xa xa để review đó. Các anh không cho đi vào trong các bác. Đèn rất là sáng. Xung quanh một màu rất tối luôn. Duy nhất có cái ánh đèn này. Cái đèn này thì nó sẽ thu hút côn trùng đến và những cái con cá nó sẽ thấy ánh đèn này, nó bắt đầu nó ra thì những cái con cá nó sẽ ra nó ăn cái côn trùng này nhá các bạn nhé. Theo như mình quan sát là cái vó này khá là rộng. Mỗi chiều của nó dài khoảng độ trên 20 mét vuông. Là đi 22 là 4 là tổng cộng là 400 mét vuông, khoảng 400 mét vuông các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về chỗ mặt bên kia, vì theo như mình quan sát là
Các bác ấy đang lần từ bên này đi sang bên kia thì tí nữa sẽ dồn cá về góc bên kia nhá các bác nhé. Hiện tại thì mưa vừa to hạt và vừa nặng hạt. Theo như mình quan sát thì chưa thấy con cá nào nó chạy nhảy ở đâu. Luôn luôn cái thuyền chạy về đầu này. Kéo 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 đi. Cẩn thận dưới nước nhá. Đây, đang thấy các bác là đang dồn cá đi về một cái góc đây. Mưa rất là dày. À đây rồi, nào nhanh lên, đi, đi lại gần gần, đi lại đâu này. Kia đã thấy cá kia rồi các bác. Không vào được gần. Đây, mình thấy có rất là nhiều cái con cá. Cá này chủ yếu là cá tép thôi, không có cái gì to cả. Thế này bỏ gì đánh? Có tôm to. Toàn cá tép thôi các bác. Không vào được gần để xem. Mình ở xa xa. Toàn cá tép à? Có được con cá gì khác không? Chỗ này chắc chỉ được mấy cân? 2 cân. 2 cân hết sao được? Chỗ này phải được 5 cân. Được con cá thiểu. Được con cá thiểu khá to. Rất là nhiều. Chui ra đây được không? Đấy các bác, đây một cái mẹ được bằng này con đấy. Nhiều phết thế này mà anh bảo được 2 cân. Nhiều phết 5 cân đấy. À có cả con ngạnh như thế. Đây các bác, con này là cái con ngạnh này. Tuy nhiên là nó còn khá là bé. Còn đa số là cá thiểu với cá mương. Ui rất là nhiều tôm đấy các bác ơi. Đây tôm rất là nhiều luôn. Những cái con tôm rất là bự đây. Mình thò tay đi vào trong này mình ghi. Có cái ngạnh ở trong này đúng không? Đa số là tôm ở dưới các bạn. Rất là nhiều tôm ở dưới, chắc phải được tầm cỡ 5 lạng tôm. Đây, tôm rất là nhiều luôn. Những cái con tôm bự, còn lại đa số tôm bé.
Rồi em không làm phiền các bác nữa, cho các bác đi cấp tiếp. Rồi em chào tất cả bác nha, hẹn bác ở những cái video tiếp theo. Mình xin dừng video tại đây.